Bị chụp điển. Bị chụp điển là gì? Quý vị có bao giờ bị chụp điển chưa? Bị chụp điển có nghĩa rằng là như thế nào? Mình đi đến một cái nơi thờ linh thiêng, hạp căn hạp viên với mình. Và cái vị ở đó đó phóng một cái tia ánh sáng, một cái dòng điện từ đến, một dòng điện từ năng lượng đến trong thân tâm chúng ta. Chúng ta sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng ấy thông qua một số biểu hiện của thân và tâm. Mình sẽ thấy được những khung cảnh rất lạ kỳ, có thể thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai của một người, có thể thấy được nguyên nhân người ta bị bệnh, bị ốm, hoặc là có thể tiên tri được cho người ta một cái điều gì đó, hoặc đơn giản là mình chỉ múa hát hầu dân trình tâu, hoặc đơn giản nữa là mình chỉ thấy người mình nóng phừng phừng, người mình dòng điện chạy rung rinh, người mình hơi rung, hơi choáng, hơi ngất xỉu. Và mình thấy như thế nào, mình thấy rõ bao nhiêu, mình thấy mạnh bao nhiêu là do cái phước huệ của mình gắn kết với cái vị thờ ở đó, lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, sâu hay cạn. Ở miếu mẹ bầu mớp thánh mẫu tiên nương đó quý vị, nhiều người có duyên căn bên cung tiên, người ta tới người ta bị chụp điển nhiều. Mà thường các bạn bị chụp điển là chụp điển rung, thế nghĩa là tay chân bị rung, bị choáng hay bị ngất, là do gì biết không? Các bạn ít tu, thiếu công phu. Còn các bạn vào mà điện chạy hay là cái gì đó là cho thấy trần gian các bạn là đã có nguồn năng lượng. Còn mình vào mà mình thấy cái người mình nó nhẹ nhàng, bay bổng, mình thấy được rất nhiều thứ, tại sao người ta bệnh, nguyên nhân và giải pháp giúp cho người ta, quá khứ hiện tại, vì là thấy rõ như một cái bộ phim chiếu trên truyền hình thực tế. Thì quý vị có công tu nha, có duyên với mẹ sâu dày nha. Thì bây giờ Thành Đồng giới thiệu cho quý vị sơ sơ vậy thôi. Nói nhiều quá, quyền kiến thức chuyên môn á, nó lộ mà tiết lộ nhiều cũng không tốt. Thôi thì giới thiệu cho các bạn mà đang trong cái cơ tò mò, thắc mắc, tu mà tò mò thắc mắc, biết được giải nghĩa một đôi lòng cho bớt bận tâm bận tư. Quý vị biết không, miễu mẹ bầu mốt thánh mẫu tiên nương á, là có chỗ cho mình ăn uống, có chỗ ăn uống miễn phí luôn, cái nhà tắm, nhà vệ sinh luôn, rất là thuận. Nếu mà ai có duyên tới đây tu tập từ sáng tới chiều nha, tối không có cho ngủ lại đâu. Lễ lớn của mẹ đó thì cho ngủ lại. Rồi có thờ mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, có thờ Bồ Tát Quan Âm, có thờ Tam Mẹ Ngũ Hành. Và cái khuôn viên hồ bầu mướp rất là đẹp, cái năng lượng ánh sáng rất là nhiều. Và ở trong chánh điện thờ mẹ Thánh Mẫu Tiên Nương đó thì quý vị biết rồi, cái nguồn năng lượng và tiên khí rất là ngập tràn. Tuy nhiên giây phút hiện tại này đây thì còn nha. Tại vì ngày xưa Thanh Đồng đi núi Cấm, Thanh Đồng khen chùa Phật lớn quá trời luôn. Cái dạo này nhiều người lên xả cái trượt ra, với lại là ban quản tự chùa Phật lớn á quý vị, người ta không có chăm chút cho tâm linh, mà người ta chủ yếu cứ lo là kiếm tiền tâm linh, nó thẳng như đi khỏi sợ đụng chạm. Cái từ từ á, giống như là cái người chủ nhà mất đức mất phước, bị rút cái điển gì. Bây giờ là miễu mẹ bầu mớp là còn điển, nhưng mà không biết là cái người quản tự, cái người chủ trì là còn đức còn phước hay không. Nếu còn đức còn phước là điển còn, còn nếu mà mất đức mất phước điển hết. Nhưng mình tới đó mà mình không cảm nhận được điển, một phần cũng không phải là do người ta đâu nha. Mình phải quán xét là bản thân mình còn đức còn phước hay không nữa. Tại vì mình còn đức còn phước thì mình mới cảm nhận được điện từ, đúng không quý vị ha? Bồ Phật thì giới thiệu sơ sơ như vậy cho quý vị nghe để kính trình đến tất cả các bạn. Qua tất cả những cái câu về điện, điện từ trường, chụp điển, là ở nơi đó còn điển hay không, chụp điển như thế nào, chụp điển sao làm sao, rồi do bản thân mình có cảm nhận được điển hay không, mình còn phước duyên và trí tuệ hay không, Thanh Đồng muốn gửi gắm đến tất cả quý vị sanh chúng một thông điệp. Trước khi mình sanh cái tâm quán trách người khác, mình phải coi là chính bản thân mình trước. Mình phải xem trước là đi tới đó không có điện từ gì trơn, không có nhẹ nhàng gì trơn. Mình phải coi coi là mình có xứng đáng được nhẹ nhàng chưa? Mình có cái phước được nhẹ nhàng chưa? Thật ra một cái chỗ nào đó không còn êm đẹp và tốt đẹp nữa, nó không phải là do cái chủ nhà không, mà còn là do bản thân của chúng ta. Cái gì quý vị biết không? Không còn cái phước để được gặp cái chỗ nhẹ nhàng nữa. Và cái chỗ đó không còn nhẹ nhàng không phải là do cái người chủ nhà không, mà là cộng hết tất cả các cái phước nghiệp của tất cả chúng ta lại, chia ra, nó sẽ ra cái số điểm mà nhẹ nhàng, an lạc, bực bội hay quạo ở ngay tại cái thời điểm đó, ở cái nơi đó. Cho nên là mình muốn gặp cảnh nhẹ nhàng, mình muốn gặp cảnh thanh tịnh, bay bổng, mình muốn gặp điện từ trường tốt đẹp, linh thiêng, ánh sáng, nhiệm màu, mình phải tu cho thật giỏi, giữ giới và giữ đức cho thật tốt, làm nhiều phước duyên. Chỉ có tiên Nga mới đáng và xứng ở trong cảnh tiên Nga. Con người thì phải sống trong cảnh con người. Còn nếu như mà mình đang là thân con người mà mình tu phước, cái phước mình ngập tràn, thì chắc chắn và chắc chắn rằng mình sẽ được gặp những cái cảnh nhàn, bay bổng và ánh sáng đẹp vui.